bước ra từ vòng chung kết U23 châu Á 2020. Sau khi bất ngờ được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách tham dự giải đấu, bên cạnh Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thành Trung, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh đã cho thấy bước tiến đáng kinh ngạc chỉ trong vòng 1 năm. Đội tuyển U23 Việt Nam thời điểm đó có một giải đấu không thành công và cá nhân Bùi Hoàng Việt Anh cũng không để lại bất cứ ấn tượng nào. Tuy nhiên, trở về sau giải đấu đó, trong bối cảnh Đình Trọng và Duy Mạnh bị chấn thương dài hạn, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã gọi trở lại Việt Anh đang được Hà Nội FC cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mượn. Trung vệ sinh năm 1999 đã mang đến sự ngạc nhiên lớn khi thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo đội bóng thủ đô. Không phụ lòng mong đợi của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, cầu thủ mới 21 tuổi này là trụ cột của đội bóng thủ đô từ đầu mùa giải đến nay. Với chiều cao 1m87, Việt Anh không ngại đối đầu với những ngoại bình cao to của đối thủ. Nhờ khả năng quan sát và bọc lót tốt, lối chơi không ngại va chạm nên Việt Anh là chốt chặn an toàn bên phía Hà Nội. Ở V-League 2020, Việt Anh nằm trong nhóm những cầu thủ nội ghi bàn xuất sắc nhất với 4 pha lập công. Trung vệ của Hà Nội FC chỉ xếp sau các tiền đạo là Nguyễn Công Phượng của Thành phố Hồ Chí Minh 6 bàn, Hồ Tấn Tài, Sô Lam Nghệ An với 5 bàn. Có thể nói, những bàn thắng của Việt Anh đã góp phần giúp Hà Nội FC trở lại đường đua vô địch một cách ngoạn mục và Việt Anh đã được vinh danh bằng giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2020. Việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia của Bùi Hoàng Việt Anh có thể đã diễn ra sớm hơn nếu như dịch bệnh không hoành hành. Dù vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên Bùi Hoàng Việt Anh vào danh sách tập trung đội tuyển quốc gia cuối tháng 12 năm 2020 là phần thưởng xứng đáng sau những tiến bộ vượt bậc của cầu thủ 22 tuổi trong thời gian vừa qua. Khi Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn chưa thể tìm lại phong độ, Việt Anh trở thành ứng cử viên nặng ký cho vị trí chính thức ở hàng phòng thủ. Thực ra em cũng có cơ hội làm việc với lại cả ban luyện rất là to nhiều lần trước đây rồi. Lần đầu tiên em được tập trung cùng các anh trong đội tuyển thì em cũng có một chút áp lực, nhưng mà em cũng được các anh trong đội chỉ bảo động viên em thì em cũng dần thích nghi và cố gắng cái đấy cháu phải. Thế về Hà Nội thì thật sự là cũng chưa nghĩ mình sẽ được đá nhiều thi đấu nhiều như thế. Em chỉ nghĩ là về một đội bóng mà đào tạo cho mình. Thì trước tiên em cảm thấy rất là vui. Thì về thì biết cố gắng học hỏi những điều tốt từ các anh thôi. Thì một khi có cơ hội thì em chỉ biết nỗ lực thi đấu cố gắng hết sức mình. Thật sự thì được nằm trong danh sách của đội tuyển Việt Nam là niềm vinh dự đối với cầu thủ trẻ như em. Nói về vị trí để được, có thể được hay không thì em chỉ biết là em luôn nỗ lực và cố gắng. Nếu mà được cầu thủ trẻ thì em sẽ luôn luôn cố gắng hết sức mình và hỏi được các anh. Có thể khẳng định Việt Anh không chỉ là của để dành của huấn luyện viên Park Hang-seo trong sứ mệnh bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào năm tới, mà cầu thủ này còn là phương án cho những giải đấu trong năm 2021. Một hành trình rất dài đang chờ đón cầu thủ điển trai của Hà Nội FC phía trước. Và tất nhiên, người ta chờ mong Việt Anh sẽ còn tiến dài hơn nữa khi được đứng trong hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.